Sáng nay, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã bắt Đỗ Hoài Hận, sinh năm 1983, ngụ xã Thiền Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, theo quyết định truy nã. Trước đó, vào ngày 28 tháng 7 năm 2019, tại xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè, xảy ra vụ cố ý gây thương tích liên quan tới Hận. Do Hận bỏ trốn, Công an tỉnh Tiền Giang ra quyết định truy nã. Sáng qua, xác định Hận trốn tại nhà, nên Công an động viên gia đình đưa đối tượng này ra đầu thú. Tuy nhiên, gia đình cho biết Hận không về nhà, đồng thời không hợp tác với cơ quan chức năng. Công an kiểm tra hành chính nơi ở của gia đình Hận thì phát hiện đối tượng truy nã này đang trốn dưới hầm nhà được xây dựng bên trong phòng ngủ. Miệng hầm được đặt một tấm gạch để che lại. Gia đình Hận còn sử dụng một tấm nệm lớn để che miệng hầm nhằm ngụy trang. Thỉnh thoảng, Hận vẫn ra ngoài để đi thu tiền lãi cho vay trước đó.